Chào mừng các bạn đã trở lại với phần hướng dẫn cho nội bộ của anh em team xe. Đầu tiên đó là về phần setup. Thì trong cái video clip trước đó, là mình cũng đã hướng dẫn các bạn sơ sơ về các vị trí như là nguồn điện, rồi là sắp xếp kệ hàng trưng bày trong tủ mát, rồi cái kệ dưới vòng quay may mắn. Đồng thời là cũng hướng dẫn các bạn luôn là sử dụng những cái clip ở trong cái mặt hình như thế nào. Rồi ngoài ra thì tất cả mỗi anh em trong một chiếc xe thì có bốn anh em, có driver thì bạn ấy sẽ lo về cái location cho cái việc parking, và quản lý chung hết toàn bộ diễn biến xung quanh xe ha. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có một sampler, tức là cái người đi mang mẫu thử đến cho mọi người. Ví dụ như là hiện tại thì có một số xe các bạn đang sử dụng một cái bình nước đá như thế này pha, nhưng mà pha các bạn phải pha cho nó ngon nha, có nghĩa là đừng để quá nhiều đá, nó sẽ làm cho cái nhạt đi cái hương vị của cái nước uống của mình ha. Các bạn thì thử cái này nha, rất là ngon, bản thân Chí rất thích cái mùi nho này. Đó là bây giờ nha, sampling. Sampling thì có sampling đó, thì mình sẽ có một cái ly sampling. Nè, mình có một cái ly sampling như thế này, và chồng sẽ mở ra. Dạ, mình sẽ lấy một cái à. Dạ. Thì tốt nhất là hiện tại thì mình để tránh cái việc là mình tiếp xúc quá gần, thì có thể có biện pháp là mình đến chào anh chị từ xa. Rồi cái ngã ý là mình muốn mời anh chị có muốn dùng thử không? Nè, mình làm động tác và là có mời anh chị có muốn dùng thử không? Giống như tiếp viên hàng không vậy đó. Tea or coffee? Đó, người ta sẽ trả lời. Như người ta muốn thì mình sẽ bắt đầu mình chút ra. Đó. Thì như vậy nó lịch sự, rồi người ta, khách hàng ta sẽ tự lấy cái ly ra rồi và tự uống nha. Chứ còn mà mình rót sẵn ra đó, lỡ nhiều khi mình đi rồi nói tới nói lui rồi người ta cũng ngại ha, có nước miếng hoặc là cái gì đó nó văng ra này kia, rồi hoặc là bụi, người ta cũng không có muốn uống đâu. Nên là mình làm như thế là mình sẽ tăng được cái tỷ lệ mà người ta thử hàng của mình, sampling của mình nó sẽ cao lên. Từ đó khi mà người ta đã chạm được đến sản phẩm của mình rồi thì Chí chắc chắn một điều rằng là 90-100% là người ta sẽ mua sản phẩm của mình, bởi vì ngon mà, đúng không? Ta sẽ dùng thử. Rất tuyệt vời ha, để giúp các bạn tinh thần các bạn sảng khoái. Quá đã. Rồi, thì đó là bằng sampler ha. Rồi, một ngày các bạn phải sampling ít nhất là các bạn phải sampling là 100 lượt nha các bạn nha. Và tương đương là khoảng tầm một chai Red Bull xanh đó, các bạn sẽ chia sẻ ra được khoảng chừng 5 lượng nha. Ở dưới con chai lấy dạ, Red Bull xanh. Red Bull xanh trong cái chai xanh này nha các bạn. Rồi, một chai như vậy các bạn share ra được khoảng chừng 5 lượt thử. Như vậy trung bình một ngày các bạn cần phải có khoảng 20 cái chai này được mở ra, giữ lại nắp để mời khách hàng để thưởng thức, dùng thử cái sản phẩm của mình Red Bull xanh nha. Rồi khi nào có chỉ thị cho thử dùng thử cái Warrior thì lúc đó mình tính sau. Thứ ba đó là vị trí của speaker. Speaker thì các bạn phải khai thác được cái công cụ của các bạn lớn nhất, đó là cái thùng loa cùng cái micro chuyên nghiệp ha. Và các bạn phải có trách nhiệm tận tâm tận tình với cái lời thông báo của mình đến xung quanh chiếc xe, gồm có các cô bác tiểu thương cũng như là các anh chị khách hàng ta đi chợ có đủ độ tuổi, cho nên mình phải có sự tôn trọng, mình có phải có sự gọi là lễ phép, chứ không phải mình vô mình cứ xào nhào vô là người ta ghét ngay từ đầu, là người ta sẽ không có ưa mình luôn. Còn nếu mà mình đầu tiên nhỏ nhẹ gửi lời chào, dù bạn chào tiếng Thái hay tiếng Việt gì cũng được, nhưng mà thể hiện cái sự gọi là lễ phép của mình đến xung quanh, thì các bạn sẽ thành công ngay từ cái bước đầu nha. Rồi, thì các bạn có hai công cụ. Công cụ thứ nhất đó là cái dàn loa, để các bạn chuyển cái thông tin từ cái màn hình sang cái dàn loa. Thì các bạn sẽ bật cái loa ở chế độ kết nối là Bluetooth. Thì cái TV của mình thì như thế nào? Các bạn bấm Enter vào ngay giữa cái lồng của TV, và sau đó các bạn sẽ thoát ra cái chức năng phát clip này. Rồi, các bạn dịch chuyển sang cái ba cái dấu gạch ở bên đây. Anh đứng ở bên kia. Rồi, các bạn dịch xong rồi ha. Các bạn sẽ dịch chuyển qua tiếp cái ô. Được. Ok.
qua tới cái ô nguồn nha, ô nguồn ở đây từ cái ba gạch đó, các bạn chọn cái ô nguồn. Ô nguồn này các bạn enter, các bạn đi lên, không cần enter các bạn đi lên rồi các bạn sẽ thấy được một cái hướng dẫn kết nối ở đây. Rồi thì các bạn bấm vào, sorry nó bị nhảy lên nhanh một bước, trở lại ha. Rồi ở đây nó có một cái hướng dẫn kết nối là gồm có HDMI, quang học, Bluetooth, Wi-Fi, tiết lộ âm thanh vòn, cho lo Wi-Fi, HDMI cỡ rối, vân vân. Các bạn cứ bấm enter rồi các bạn chọn lọc, chọn cái mà cần, đó là Bluetooth, rồi các bạn cứ next. Bấm cái nút tới nha, rồi các bạn cài đặt ngay. Rồi hiện tại cái máy, cái loa phát thanh của mình đó, đó là VHM thì mình đã ghép nói rồi. Tuy nhiên mà hôm nay không có loa để mình thử cái đó, mình thử sau. Thì đại khái là khi mà các bạn tìm tới đây thì bạn hiểu rồi ha, mình chỉ cần làm động tác là kết nối thôi. Bây giờ mình cứ khởi đi nha, mình sẽ trở lại cái màn hình ban đầu bằng cái home, bằng nút home. Yeah. Rồi mình tiếp tục, mình chọn nguồn nha, xin lỗi bạn. Rồi lên, mình sẽ lên nguồn là bằng cái cổng USB 2.0. rồi các bạn chọn những cái clip. Rồi để mình phát cái âm thanh của những cái đoạn quảng cáo cũng như hay là những cái đoạn video clip mà mình muốn chia sẻ cùng với lại cái cộng đồng khu vực xung quanh chiếc xe mà mình đã phát hiện. Rồi ngoài ra thì sau khi mà chúng ta đã khởi động cái loa rồi, con chào bằng cái mic rồi, thì trong trường hợp các bạn phải đi sampling thì các bạn nên chuẩn bị tiếp theo, đó là cái bộ loa phát thanh mini, cái speaker nhỏ như thế này, để các bạn đi đến đâu các bạn nói từ xa để gây sự chú ý của bà con. Rồi khi bạn xem link đi phía trước, các bạn đi phía sau để hỗ trợ. Rồi ngoài ra các bạn có thể mang theo một hai cái combo. Combo hiện tại xem link thì nó có một cái mẫu xem link như thế này. Các bạn ha, và các bạn sẽ đặt ly. Thì với anh sẽ để như thế này. Nghĩa là anh sẽ để, cũng không cần phải mở hết toàn bộ cái ly. Mình sẽ để một số cái gì thôi, từng chân, rồi bên đây. Rồi thì mình sẽ để hở ra khoảng 4 cái nha. Rồi xong mình đi tới đâu, nhiều bà con cô bác người ta cái này thì đeo nha, cái này nè. Dĩ nhiên là cái này nó dành cho bạn nữ hơi nhỏ người, cho nên ta mới lên đi lên vú anh luôn rồi. Còn cái kia nó hơi bụng rồi. Ok, đại khái vậy ha. Rồi ví dụ mình đi tới đây, mình nói mời bà con cô bác, hôm nay Red Bull muốn mời bà con cô bác thử cái nước tăng lực trong cái chai Red Bull xanh, trong cái chai xanh. Rồi mời bà con cô bác ạ. Ví dụ như người ta đồng ý, sau khi mình mời, cái gì mình dùng cái cử chỉ ha. Nếu mà tôi đồng ý thì mình sẽ rót vào. Đó. Rồi mình có thể là để gần hơn. Rồi hạ người xuống. Rồi và hạn chế là mình nghiêng cái mâm này quá nha, mình sẽ đổ hết cái ly ra và sau đó khách hàng sẽ tự động lấy cái ly này ra khỏi cái mâm này. Đó là cái việc của bạn speaker đi theo bằng sampling. Rồi thì đây là một cái loa rất là tiện dụng cho các bạn khi các bạn đi sampling ha, để hỗ trợ tương tác với khách hàng ngay tại chỗ. Bởi vì khi các bạn đi như vậy, nó có khả năng là ở xung quanh rất là ồn, mình nói người ta không có nghe ha, thì dùng cái loa này đủ nghe. Và cách thứ hai nữa là khi mà các bạn dựng bút, mình sẽ có một cái đoạn clip để giới thiệu về cái việc các bạn dựng bút như thế nào ha. Thì khi mà mình dựng bút thì lúc đó mình cũng cần, tại lúc đó nó sẽ khi cái bút thì không còn cái xe nữa ha, sẽ không còn hệ thống màn hình cũng như là hình ảnh hay là âm thanh để hỗ trợ các bạn nữa, thì các bạn sẽ dùng cái loa này ha. Nếu mà các bạn mà có kỹ thuật bạn nào giỏi một chút xíu, các bạn có thể kết nối bằng một cái USB nhỏ ở đây với những cái bài audio, đó là gọi là nhạc của những cái bài về Red Bull, sẽ gắn vào đây phát ra tiếp.
thì cái chuyện này để cho bên bên Opt Team, có nghĩa là bên ban tổ chức sẽ cố gắng thiết kế ra thêm một cái USB để nó có những cái file nhạc ha, để các bạn phát vào cũng vui, gây sự chú ý. Nhưng mà quan trọng nhất ngay thời điểm này là các bạn phải nói được bằng cái mic này ha. Các bạn có thể mời thông báo về hai chương trình đặc biệt của Red Bull chuyến xe năng lượng năm 2021 của Thái Lan. Thì đại khái bây giờ mình sẽ nói về cái ngay tại xe mình cũng có thể sử dụng cái mic này nếu trong trường hợp mình không được phát loa to ảnh hưởng đến khu vực xung quanh nha. Cái trường hợp rất xấu. Rồi, bắt buộc chiếc xe này khi đi tới đâu là phải mở được cái cọp, cái cánh của bên tay phải, bên tay trái. Ngoài ra nó còn có một cái cánh bên tay phải nữa, đó là một cái bảng phóng phi tiêu rất là gây sự chú ý của khách hàng. Thì cái đó mình sẽ nói sau. Nhưng mà bắt buộc phải mở được cái cánh trái, bao gồm cái tủ mát, vòng quay may mắn, tủ trưng bày và cái màn hình quảng cáo. Nếu không có nó là xem như mình cũng đã thất bại hết 90% rồi nha. Rồi, còn bây giờ thì khi mình đang đứng trước chiếc xe thì các bạn sẽ nói về hai cái chương trình lớn. Ngoài ra các bạn có thể bổ sung những thông tin về sản phẩm của Thái Lan, của Red Bull, Red Bull Thái Lan. Thì cái đó là tùy theo kiến thức của mỗi bạn MC, các bạn có thể input vào để cho nó phong phú thêm cái cách nói của các bạn. Và tùy vào cái khả năng phát hoạt ngôn của các bạn nó tạo ra sự duyên dáng hay không, đó tùy vào các bạn nha. Còn ngày hôm nay thì anh Chí xin được giả sử một cái trường hợp nhỏ nhỏ thôi. Lời đầu tiên xin thay mặt cho Vương quốc Thái Lan xin được gửi đến toàn thể bà con cô bác tiểu thương cũng như là quý khách hàng thân thiết tại chợ Phong Điền ngày hôm nay lời chào trân trọng nhất. Sawadee ha. Đó, cái đó là đầu tiên, lời chào đầu tiên của người Thái dành cho những người xung quanh. Rồi, trong năm 2021 này thì Vương quốc Thừa Tháp đã có một chương trình đặc biệt của Red Bull Thái Lan dành tặng cho khách hàng tại Việt Nam chúng ta, đó là chương trình mua 2 được tặng 1. 1 ở đây là gì ạ? 1 ở đây là một vòng quay may mắn nha. Cứ khi mà quý vị mua hai sản phẩm bất kỳ bao gồm Red Bull vàng, tức là lon bò cùng vàng, Red Bull xanh, có nghĩa là cái chai bò cùng xanh trong cái chai xanh, thứ ba đó là cái Warrior dạng lon và dạng chai đều được, cứ mua hai sản phẩm bất kỳ thì các bạn sẽ được tham gia một vòng quay may mắn. Nhấn mạnh đến đó là một vòng quay may mắn nha. Dạ, vòng quay may mắn này là như thế nào ạ? Tức là khi mình xác định được khách hàng đã mua hai sản phẩm thì khách hàng họ được tiến gần đến cái vòng quay này và sẽ quay hướng bên tay phải, quay như thế này. Dạ, quay một cái thì cái ở đây nó có một cái mũi tên nó chỉ vào cái miếng nào, cái hình nào thì người ta trúng cái đó thôi. Cái việc này nếu như mà chúng ta thu hút được khách hàng thì phải nói là khách hàng rất là thích. Bởi vì ai cũng vậy, cái gì đó mà nó không chắc chắn, cái gì đó nó hên hên xui xui á thì người ta lại rất là thích. Và nếu mà nói tặng không thì khi ta không có phê nha. Quan trọng ở đây là cái cảm giác của cái việc đó nó tỷ lệ thắng ở đây mình cũng thông báo luôn là rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì trong đây nó có 8 ô thì chỉ có 3 ô trật thôi, có 5 ô trúng rồi. Mà trúng cái gì ạ? Trúng thêm được một chai Red Bull xanh, trúng 3, một trong 3 cái khẩu trang, có 3 cái khẩu trang để trúng và có một cái thẻ cào 10.000 đồng nữa. Đừng cứ tưởng là cái 10.000 đồng này là nó bèo nha. Trong cái ngày khuyến mãi thì nhiều khi nó thành 20-30 cũng không chừng. Cái đó tùy vào cái hình xui của cái người nhận cái thẻ đó. Rồi các bạn xem nhé, ví dụ như khách hàng ở đây nhận cái này thì sẽ quay như thế nào. Dạ, đây là hiện tại là hôm nay chắc chí xui rồi, cho nên là chúc bạn may mắn lần sau. Và mình vẫn vui vẻ thôi, và hy vọng là lần sau là mua thêm nữa không chị, để mình có thể có cơ hội trúng liền luôn. Dạ, còn nếu mà anh chị có ý định khác thì thôi để hẹn lại lần sau thật nha. Để coi là lần thứ hai tôi có hơn không nha. Dạ, không thể nào xui hoài được nha. Tỷ lệ mà trúng, ví dụ như có anh chị ta mua một lốc, thường là anh chị sẽ mua một lốc, tại vì để cho nó gọn á, mua lẻ quá, sắp lẻ quá, một lốc vậy gồm 6 chai, có nghĩa là được 3 lần quay, hơn, mà hơn là hơn thật á, là 100% á, là có hết nha, là sẽ được 3 cái chai Red Bull xanh cũng đã từng có cái hiện tượng đó luôn rồi nha các bạn. Quà thưởng ở đây chúng ta rất là rõ ràng nè, này, là mình Red Bull xanh là như thế này, đó, là cái chai này. Trong cái chai sầm hiện tại đang rất là hot nha quý vị nha. Khi mà
thưởng mình thử làm buôn ngay, tại vì cái chai này á nó được bảo vệ trong cái chai thủy tinh sành màu đen, chống những cái tia cực tím làm ảnh hưởng đến cái sản phẩm bên trong, nha giữ bảo quản rất là tốt, nó phù hợp cho bà con cô bác mà tuổi độ từ thanh niên, trung niên và cao niên trở lên, nha chỉ cần uống một hớp thôi là xem như là khỏe cả ngày. Mình bỏ ướp lạnh nha các bạn, mình không cần phải pha đá nha, thì uống không thôi là nó ngon rồi, pha đá là nó loãng lắm, nó không có ngon nha, nó khác là cái lon bột vàng là truyền thống. Rồi ngoài ra thì chúng ta được thử một cái khẩu trang, khẩu trang này thì rất là đeo rất là xịn sò nha, là đeo một cái cho mà thấy là mẫu luôn. Mình đeo nó có cái con bò đó, cái logo á, hình con bò hút á, con bò có tót á nha. Thì đây có nghĩa là để chúng ta nhận ra rằng chúng ta đeo đúng cái mặt của cái khẩu trang, tại vì những cái khẩu trang khác á, nhiều khi hai cái mặt á bà con cô bác hay bị nhầm lắm, mà cũng đôi khi cũng nhầm giữa cái mũi với cái miệng lắm, đúng không ạ? Hay bị đeo ngược lắm, cho nên nếu mà chỉ cần mình đeo ngược thôi, tự nhiên hai con bò nó chút đầu xuống là xem như mình đã đeo sai rồi đó. Cái đúng là hai con bò hút nó phải nằm ở bên tay trái cái mặt của mình là đúng. Rất là xịn ha, rất là ngầu luôn các bạn ha. Và các bạn cũng có thể dùng nó để đeo khi mà chúng ta đang tác nghiệp nha. Ngoài ra thì mỗi một nhân viên Red Bull ở đây á còn có một cái màn che để mà bảo vệ cho các bạn trong khi mà các bạn đang đi tác nghiệp trong cái mùa dịch nha. Một xe các bạn nên trang bị cái đó. Rồi, cho các bạn xem. Đây. Nhất là các bạn đi xem link á, các bạn phải mang theo. Vì xe nhà an toàn là trên hết trong mùa dịch nha các bạn ha. Bất kỳ ở đâu cũng vậy thôi, chúng ta đã thấy ở mấy cái siêu thị này kia tất cả anh em mọi người đều phải mang như vậy, để cái trạm đổ xăng này kia đó. Thì mình cũng là một trong những nhân viên thuộc cái dạng cần được bảo vệ, tại vì chúng ta phải đi đến nhiều nơi cho nên các bạn phải lưu ý. Rồi, đó là mình nói về vòng quay. Các bạn thấy chưa, một cái chương trình thôi nhưng mà nó hấp dẫn vô cùng luôn, mua hai mà được tặng một, một ở đây là một vòng quay may mắn để có cơ hội được trúng thêm một chai Red Bull xanh hoặc một khẩu trang như là mình đang đeo và một cái thẻ cào 10.000 đồng. Còn gì hơn nữa, nếu mà các bạn mà mua 6, có nghĩa là một lốc á, thì các bạn sẽ được tới 3 lần quay và cơ hội trúng của mình là có khả năng trúng cả 3 nha. Rồi, đó là chai Warrior nho nha. Rồi chương trình thứ hai, các bạn không không được bỏ quên, phải nói luôn ngay trong lúc mà mình đang đứng ở xe và mình phát biểu mời bà con tham gia cái vòng quay, phải nói liền kề luôn, đó là chương trình đổi nắp chai nhận ngay quà khủng. Đổi nắp chai nhận ngay quà khủng là một chương trình đặc biệt từ đây cho đến cuối năm, khi bà con cô bác mà chúng ta sử dụng những cái lon bò cụm vàng với cái khoen đỏ, cho dù đó là hàng Thái Lan hay là hàng liên danh thì chúng ta cũng đều có một cái khoen đỏ có cái hình con bò tót à. Cho dù đó là chữ Việt hay chữ Thái thì nó đều phải có cái khoen đỏ. Khoen đỏ như thế này ha. Rồi, cái thứ hai là cái nắp xanh của cái chai Red Bull xanh. Đúng rồi, đó, chai xanh. Rồi, các bạn thấy không? Rồi, tiếp theo, nó là cái nắp đen của cái chai Warrior. Warrior, chiến binh cự thấp. Nó có cả hai mùi dâu và mùi nho. Rồi, ok, đó là ba cái loại nắp và quý vị có thể sưu tập từ đây đến cuối năm nha. Cứ 20 nắp là mình sẽ đổi được một thẻ cào 20.000. 300 cái nắp thì mình sẽ đổi được một cái ba lô Red Bull cực kỳ là xịn sò nha. Ba lô như thế nào thì mời các bạn chúng ta hãy xem về cái chi tiết của cái ba lô đó nha. Đặc biệt cái ba lô này nó có một cái cổng USB để nó kết nối với cái cục sạc dự phòng hoặc là dữ liệu trong cái laptop hoặc cái iPad của mình ở bên trong cái ba lô. Đây là chiếc ba lô 3 trong 1, bởi vì các bạn có thể dùng nó để đi học
như là một cái cặp, hoặc các bạn dùng nó để đi chơi như là một cái ba lô. Và điều đặc biệt, nó có khả năng giúp các bạn, nó có thể giúp cho các bạn là kết nối được dữ liệu ở bên trong cái máy của mình rất là gọn gàng ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Và đó là cái quà thưởng. Cái còn nếu mà 2.000 lắp thì các bạn sẽ được gì? Cái cục sạc của anh nói trong cái ba lô. Nếu mà 2.000 lắp thì các bạn sẽ đổi được một chiếc xe đạp thể thao. Cái đó là cái mà mình rất là mơ ước mà bữa giờ mình chưa. Mình đi sưu tập miết rồi nhưng mà mình chưa được nha các bạn. Hiện tại mình đã được khoảng chừng 1.000 lắp rồi nha. Còn khoảng một nửa đường, một nửa chặng đường nữa là mình sẽ đạt được thôi. Rồi, và cái mục tiêu cuối cùng của rất là nhiều các anh chị chủ quán cũng như là một số người thích sưu tập, đó là 40.000 lắp để bạn sẽ đổi được một chiếc xe Honda Vision. Thử thiệt nha, không có đùa đâu. Cho nên hiện giờ là mọi người hãy tranh thủ và cố gắng nha, để đi sưu tập được chiếc xe Honda Vision này nha. Từ đây đến cuối năm, chương trình tên từ đây đến cuối năm. Yep. Do là vừa mất điện cho nên các bạn đợi chút. Wow, như vậy là tính ra là chương trình xe của mình nó rất là nhiều cái điều thú vị đúng không? Từ là mua 2 ngay tại xe nè, sẽ được tặng một vòng quay may mắn để được trúng thêm. Còn gì bằng nữa không? Ví dụ chúng ta bỏ là 20.000 được tặng thêm một cái chai Red Bull xanh. Và xem như chúng ta được mua có 20 thôi mà được cái tổng sản phẩm là tới 30 lận. Ví dụ như mình đem về mình bán đi, ví dụ một lốc 6 lon là 60.000. Nhưng mà ở đây nếu mình trúng thêm 3 chai nữa là được 9 lon ha. Ví dụ vậy, mình chơi thêm 3 chai nữa là cũng như là 9 sản phẩm. Mỗi sản phẩm bán là 15.000 thôi. Thì có phải là ngoài cái tiền lời của cái 6 lon kia chúng ta còn lôi được thêm của cái 3 chai tặng nữa không? À, cái đó cũng là một bài toán rất là hay. Rồi, chương trình thứ hai đó là chương trình đổi nắp chai để nhận ngay quà khủng ha, như những cái standee, như những cái banner ha, có cái banner nữa nha. Cái banner to lắm, cái banner đó là mình dành cho những cái địa điểm nào mà nó có cái khoảng trống để mình treo lên để cho bà con cô bác người ta có thể thấy được. Thì cái đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong một cái phần chi tiết sau về cái banner. Nào, còn cái standee nó là như thế này. Standee nó cũng tiện lắm. Rồi, đặt đâu cũng được hết nha. Đấy, ok. Rồi, cuối cùng. Riêng từ đây cho tới những ngày sắp tới, cho đến khi nào hết cái số lượng mà ba lô Red Bull mà ưu đãi riêng cho cái dạng Warrior thì thôi, có nghĩa là có hạn nha. Số ba lô này có hạn, nó không nằm trong cái ba lô thưởng mà đây là một cái loại ba lô khuyến mãi. Thì quý vị các bạn ta mua là 2.5 thùng, 1 thùng, các bạn xem nhé. Một, đây là cái hình dáng của cái thùng lon Warrior chiến binh được Phật. Có cái gốc ở đây là sản xuất tại Thái Lan nha. Mặc dù mình thấy chữ Việt nhưng mà nó là sản xuất tại Thái Lan. Riêng trong cái thùng Warrior này thì mỗi một lon như vậy nó đã có một cái cơ hội để cúng xe Honda Winner X. À, bừng tỉnh xăng quà đỉnh. Đó là cái câu khẩu hiệu dành cho cái chương trình này ha. Các bạn lưu ý nha. Nhiều người nói, ủa sao nó có tiếng Việt vậy? Dạ, chắc là cái này đồ Việt Nam hả? Không phải nha quý vị. Đây là hàng Thái Lan nhập khẩu, nhưng mà nó có cái mác là Made in Việt Nam. Phải show cho bà con thấy cái chỗ mà đây, sản xuất tại Việt Nam, sản xuất tại Thái Lan. Thấy không ạ? Yeah. Rồi, cảm ơn bà con. Rồi, tiếp theo. Thì cái thùng bên phải ở đây á, đó là cái thùng Warrior Long mà mùi dâu nha, mùi nho nha. Bên đây là mùi dâu. Energy Drink, Strawberry là dâu. Còn Grape là nho nha. Nó bổ sung là vitamin B3, B6, B12. Đó là một cái nhóm vitamin giúp cho tăng cái trí lực cũng như là năng lượng ở trong cơ thể.
sưu tập đội uống cho đủ 300 lắc. Mà ở đây là cứ mua đem về nhà rồi sau đó mình uống từ từ cũng được nha. Cho nên là ngày hôm nay đã có một khách hàng họ đăng ký với chiếc xe của Cần Thơ, mua liền tại chỗ luôn. Đó là shop cà phê Văn Vinh đã mua 2,5 thùng, có nghĩa là 15 lon, để đổi lấy được một cái ba lô rất là xịn sò. Và xin được chúc mừng cho tiệm cà phê Văn Vinh đã có được cái quà tặng khuyến mãi đầu tiên cho chương trình đặc biệt này dành cho các tỉnh miền Tây. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi từ nãy giờ. Còn lại những chi tiết khác nữa, ví dụ như là cái cách của chúng ta treo một cái banner ở trong một cái quán, hay là chúng ta đặt một cái standee ngay trước cửa quán, hay là chúng ta dựng một cái booth như thế nào, thì sẽ chia sẻ với các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái phần hướng dẫn của Chí nha. Thank you. Cảm ơn các bạn.